nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Dạ xin chào. Dạ hôm nay con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, tức là cô chú Phụng. Thì hôm nay rất là thương hai đứa cháu luôn, đó là hai đứa con của chị ba. Thì cô chú gửi tặng đến cho hai đứa cháu là những cái bộ quần áo rất là đẹp, rất là xinh xắn luôn. Thì hiện tại thì con với lại chị ba với hai đứa cháu đã có mặt tại shop Quyên Trần của chợ Cắt Cà Đao. Dạ giờ xin mời các cô chú, anh chị và các bạn vào trong lựa những bộ quần áo mới cho hai đứa cháu nha. Dạ con xin mời, đi thôi. Rồi, quá trời nhiều đồ luôn. Rồi, Ngọc Nhi lựa gì con? Này, bên đây đồ nữ nè Nhi, bên đây đi con. Con chút xíu đi, con ngồi vậy được nhé. Thành, con ngồi vậy con. Sao vậy? Muốn mua đồ trước chị hai hả? Này, con muốn mua quần jean hay gì? À, Tiền ơi, chỉ cho chị mấy bộ quần, mấy đồ quần jean á, cho Ngọc Nhi á. Quần jean ở đây nè chị. Hả? Nhi ơi, quần jean vào đây nè Nhi. Đây nè, con thích lượng mỗi này. Thành nó chạy đắng nữa rồi chứ. Mấy cái quần này đẹp min á, mặc đẹp hơn nè chị nha. Từ thì nè, đứng lên đàng hoàng á. Anh ơi, con đứng lên dạy con nói chuyện với ông bà đi. Rồi, con nói với ông bà con tên gì đi? Con tên gì? Dạ, dạ con tên gì? Giống mẫu đó. Con tên Hàm. Dạ, con chào ông bà. Con chào ông bà. Rồi, Ngọc Nhi giới thiệu con tên gì với ông bà đi. Con tên Ngọc Nhi. À, năm nay con nhiêu tuổi? Con 11 tuổi. À, năm nay Ngọc Nhi học lớp mấy? Con học lớp 5. À, Ngọc Nhi học giỏi không nè? Xấu không? Hả? À, Ngọc Nhi học giỏi không? Dạ giỏi. Dạ giỏi. Con đứng đàng hoàng. Con chào ông bà đi. Chào ông bà. Rồi chút xíu con đứng đây đi. À, cái này đẹp nè. Này đẹp nè chị ba. Hả? Này đẹp. Này được nè. Dạ, dạy mình nè. Con cởi áo khoác ra đi Nhi. Vô đi kiếm thêm cái áo không đó. Dạ. À, có cái mẫu không đẹp tiền cái mẫu này đẹp nè Tiền. Mẫu này dễ thương cho chị mượn đi Tiền. Mẫu này đẹp mới về á. Mẫu đẹp chị ba. Như thử này đi nha. Này lựa size lớn á chị. Size lớn. Size lớn nha. Size lớn không đây chị. À. Áo của Nhi ở đâu Tiền? Đầm xích bộ hay là xích bộ? Xích bộ. Bộ vòng vòng như vậy chị. Đi rồi em lấy size lớn cho. Quá trời nhiều quần áo, em không biết lựa cái nào luôn á. Có mấy set nè. Có set này cho chị. Có set nào đẹp đẹp cho chị xem coi. Tại trên chị thấy nhỏ nhỏ thôi. Im lặng. Con ngồi im lặng. Con ngồi con im lặng. Chị hai thì rất điềm tĩnh, còn em thì rất là lý lắc luôn. Hai chị em khác nhau quá trời luôn. Con ngồi đàng hoàng lại. Cái này thì sao chị ba? Con không biết. Chị ba cái này sao? Này dễ thương nha. Cái này được nha. Mẫu này cũng dễ thương. Này vừa với gì không chị? Cái đây này sẽ lớn không? Dạ. Sẽ lớn vừa. Chị thường là gì mặc xe máy chị? Thường thì đồ của Nhi thì nếu như mà đồ của bé nha là xe đại luôn á. Xe đại luôn. Ừ, còn mà đồ người lớn là mặc xe ớt rồi xe mờ. À. Xe ớt. Những cái đầm xanh. À. Cái gì mà em thích màu xanh lá cây quá trời. Nhìn là chịu không nổi luôn á. Ơi. Cái này chị mặc vừa không bác? Thôi bỏ đi em thôi. Trời ơi, cái gì mà gặp màu xanh là nhịn không nổi luôn á. Dạ. Trời ơi. Set này cưng quá ha. Ước gì được 42kg mặc được cái set này. Nhỏ ký hơn Nhi luôn hả? Chắc chắn cần còn lâu lắm. Được chứ Nhi, sao chứ Nhi? Cho nãy thả phá luôn rồi ạ. Trời ơi, em lại vô chọc nữa rồi. Chỗ gì hai thay đồ Thanh ơi. À, áo lẻ, quần jean, đồ bộ, xếp bộ. Xếp bộ là xếp người lớn hả con? Dạ, xếp cỡ bé. Số mấy là Nhi vừa thôi? 17. 17 hả?
Cái đó cũng đẹp đó chị. Màu đó đâu chị hai ra đây ơi. Ôi cái quần, cái quần ôm có không chị? Lại. Quần dây lại kéo cái quần xuống lên con. Ra đây con. Kéo lên cái nó chặt. Chặt hả con? Nó chặt rồi. Nó hơi ôm hả? Quần này là lớn nhất rồi đó hả Tiền? Dạ. Rồi, quay sao con? Quay sao con? Rồi. Hơi chặt rồi. Hơi ôm rồi. Hơi ôm. Quay trước đi con. Con thử cái set này đẹp nè chị. Này. Cháu thử cái này. Cái áo bên đây nè. Nè, cái áo nè. Con thử cái này đi con. Ủa gì nó lớn dữ ta. Anh ơi, cho chị xem. Anh ơi, qua đây nè con. Hanna. Này được không chị? Này tùng xè. Chứ mấy trên đó em thấy là tùng không chở. Cái này mình nên mua phom suông cho Ngọc Nhi không chị? Phom suông thì dễ thương, cái mặt nó gọn hơn á. Này cũng jean. Cái đó thì nó diện Barbie doll, nó rộng rộng. Nó rộng, rộng. Nhìn rộng. Úi. Mặt nhìn nó tròn á. Ngay. Này cháu lấy phom suông cho cháu. Phom suông thì em thấy nó cứng quá chị ạ. Phom suông thì em thấy nó cứng quá. Ừ. Ừ. Cái dễ thương á. Này nè chị. Cái làm nó dễ thương. Được không? Màu cam cũng ngọt mấy em. Màu cam được nè. Cái này bé mặt dừa nè. Dì ba coi. Xe lớn hả? Cái này dạ. Em thấy không? Được á. Đây là xe lớn hết luôn đó hả? Dạ. Ở trong đây là form lớn nè chứ ngoài em thấy là form baby không à. Cho chị qua cái nha. Dạ đi chị. Cái này thì nó xuông. Nó xuông. Dạ, yeah. Nếu mà gọn thì nên cho Nhi mặc mấy cái form gì nè chị. Còn nếu tụng xè thì nó hết quá. Còn mấy cái xè này nè, nhìn nó bự, nó lắm. Bự lắm. Nhìn bự lắm. Thử cái đi, cho Nhi thử cái này cái ha. Thử cái đó đi chị. Thử cái đó đi, em thấy đẹp á. Nè, form xuông nè. Tiền cái này chị thấy cũng đẹp nè Tiền. Dạ. Form xuông á. Chị ba, nó phom suông đẹp. Nhưng mà nó mặc vô nhìn nó cái eo đúng không? Cái eo nó to ra đúng không? Cái này phải có size lớn một xíu thôi. Cái này thì mua đen. Cũng tùy theo khọt hay sao á. Rồi. Đẹp không Hạnh? Xay đây. Đâu xay vòng đây con. Trời ơi, thích không con? Rồi cái sao thích rồi con thanh tay lại cảm ơn bà đi. Đây, con nhìn đây nè, con cảm ơn ông bà. Cảm ơn bà. Rồi, có nói gì với ông bà không? Rồi chúc. Chúc ông bà gì sức khỏe phải không? Dạ. Rồi chị hai thay đồ rồi. Thêm bộ nữa đi chị ba, lựa thêm mẫu bộ cho Thành đi. Bé ơi, cái quần này nó bị tét đây nè. Chắc chỉ, ấy chỉ, đường chỉ rồi. Nhi ơi, con xong chưa? Cái áo này có xe nhỏ xíu. Chắc Thành lấy thêm mình lựa đựng bộ thêm đúng. Bộ nữa hả chị ba? Ừ. Trời ơi. Dạ. Đẹp quá. Lại ngồi với em đi con. Dạ. Con thích không? Dạ. Hôm nay mua đồ thích không? Dạ, thích. Dạ hả? Rồi con có nói gì với ông bà không? Con cảm ơn bà. Con rất vui vui khi mà nhận được món quà này. Con chúc ông bà nhiều sức khỏe. Vui vẻ cho cuộc sống. Thôi. Ông bà nghe chắc vui lắm. Mẹ thấy cũng vui nè. Dạ. Này đi chị ha, bộ này nữa ha. Rồi Thành đứng lên đi con. Đứng lên đi con. Đứng lên mình thay cái đứng nha. Đứng lên, mình vô nhà tắm, ở nhà thay đồ mình thay nha. Thay đầy kỳ lắm. Thay lên luôn hay gì? Thay đầy kỳ lắm. Thôi chồng vô đi. Dạ, chồng vô đẹp hơn chị. Thôi con. Để lại đi, mình chồng cái áo vô cái nữa ha. Chị ơi, thay đi chị ơi, kỳ lắm. Rồi, quay qua, đẹp chưa? Nè, chồng vô cái nữa đi. Rồi anh nhỏ con anh dễ chồng quá ha. Cái này mặc chị hao luôn chị ba ơi. Ừ. Cho nó quần này thoải mái, đẹp quá ha. Anh dễ mặc đồ ghê luôn. Cái kích của nó. Rồi Nhi ơi con chọn lại đi, đẹp con không? Lấy cái nào Nhi? Quá đẹp trai luôn Tiền. Rồi mình tính tiền nha. Rồi. Rồi ưng bụng hai cái này nha. Rồi lấy bộ này luôn hen. Dạ. Lấy hết luôn. Lấy hết luôn. Lấy hết luôn.
Tiền đang tính tiền. Dạ rồi. Em cho chị mượn đi tiền. Dạ. À, dạ cô chú Phụng ơi, thì đây nãy giờ thì Ngọc Nhi với lại Tấn Thành á có mua xong những bộ quần áo rất là đẹp xinh xắn luôn nha, với số tiền là 2.365.000. Ở đây chị chủ bớt cho 65.000 thì còn lại là 2.300.000. Dạ. À, đây là những món đồ mà Ngọc Nhi với Tấn Thành mua. Rồi mình kiểm nó đi chị ba. Dạ, một đầm. Dạ một đầm. Một đầm đấy chị. Dạ, một bộ. Một đầm đây. À, set tím. Set tím đây. Một bộ. Một áo. Một áo. Set tím. Một áo. Dạ, rồi một áo nữa. Một áo. Rồi một quần. Một quần. Một quần. Rồi, đủ. Dạ rồi, dạ đủ. À, dạ, cô chú Phụng có gửi về cho chị ba đó là số tiền là 2.320.000 tương ứng với lại 100 đô, thì ở đây thì còn dư lại là 20.000. À, chị gửi cho em trả trước là 2.300.000 nha. Dạ. À, em đưa chị đưa cho Cương 2.400.000. Dạ, để em ra lấy điện thoại. Còn lại là 20.000, lát nữa em sẽ gửi lại cho chị ba cho Ngọc Nhi với Tấn Thành uống nước. Dạ. À, cô chú Phụng ơi, hôm nay thì bằng sự yêu thương cả tấm lòng của cô chú đối với là Tấn Thành và Ngọc Nhi, con của chị ba, thì hôm nay lựa những cái bộ đồ rất là đẹp, rất là xinh xắn luôn. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, trời cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú đi con. Giỏi quá. Dạ. Dạ. Rồi, chị cảm ơn. Ui, đẹp trai quá sáng. Em lên nhận thôi. Dạ rồi. À, dạ hôm nay con rất là vui luôn cô chú ơi. Thì con cũng đại diện cho gia đình của chị ba con, thì con cũng chúc cho cô chú luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và tươi cười hạnh phúc trong cuộc sống cô chú. Dạ chị ba con rất là vui, cũng có đôi lời gửi đến cô chú nha. Dạ, dạ con thân mặt hai đứa con của con xin chân thành cảm ơn cô chú đã yêu thương yêu quý hai đứa con của con và tặng những cái bộ đồ xinh đẹp như thế này. Con chân thành cảm ơn cô chú. Con chúc cho cô chú có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và gặp nhiều may mắn ạ. Thì con cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Ngài cộng như với Tấn Thành cảm ơn ông bà đi. Con tặng lại cảm ơn ông bà kìa. Cảm ơn bà. Cảm ơn sao? Con cảm ơn bà, con chúc ông bà sức khỏe, thành công trong công việc. Dạ con xin chào ông bà nha, chào các bạn, bye bye.